Tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tác giả Nguyễn Thanh Ninh đã viết thi phẩm Người đốt lò vĩ đại. Trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức qua tiếng thơ Trọng Bình. Người khơi lửa nóng vì dân, trừ tham diệt nhục việc cần, làm ngay đi đầu vừa chống vừa xây, kiểm cần liêm chính từ đây tròn người còn nguyên giá trị để đời, khuyên từng cán bộ chớ rời hồng chuyên, giữ nền văn hóa rộng câu kiều vẫn lầy niềm riêng tỏ bày, ngoại giao theo thế rồng bay, năm châu kết bàn để gây cơ đồ, non sông vững bước hàng giờ, tự do độc lập ngọn cờ Việt Nam. Lòng riêng danh lợi nào ham, giữ nguyên như thuở cơ hàn ngày xưa. Vì dân vì nước sớm trưa, lo tròn cơm áo, lo xua đói chín ở nhiều điều phù hôm nay bác đã về miền tiên giới, ở danh thơm dữ tròn một đời vì nước vì non,
theo gương người trước sắt son lời thề, giữ bền cốt cách cây tre, tọa chùm bóng mát truyền về ngàn sau. Vâng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người cả đời vì nước vì dân, luôn cần kiệm liêm chính, đúng như tấm gương của Bác Hồ Chí Minh. Để rồi một đời vì nước vì non, theo gương người trước sắt son lời thề, giữ bền cốt cách cây tre, tỏa chùm bóng mát truyền về ngàn sau.